Thời gian chính là tiền và ngược lại. Ai hiểu được điều này đơn giản thì sẽ làm chủ được tiền bạc và mua được mọi thứ, kể cả hạnh phúc. Sức mạnh của đồng tiền chỉ xuất hiện khi chúng ta trao cho nó điều đó, kiểm soát nhu cầu của bản thân để làm chủ dòng tiền chứ không phải làm nô lệ của chúng. Tôi thấy điều này thì rất là thú vị. Hầu hết những tiền định danh như đô la Mỹ, euro hoặc yên không có giá trị nội tại. Lý do duy nhất khiến mọi người phát điên vì nó là vì chúng ta tin vào giá trị và sức mua của nó. Và điều này thì chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều cơn sốt. Từ việc là sốt lan va này, rồi coin này, rồi tiếp theo nữa các kim loại quý hiếm. Rồi sau đó chúng ta nhìn thấy là kể cả đá từ vũ trụ xuống người ta có thể định giá và bán hàng tỷ. Với bản chất tiền chỉ là một công cụ trao đổi. Nhưng thực tế tiền có sức mạnh vô cùng lớn. Nó tác động đến 90% cuộc sống của chúng ta, thậm chí là hơn. Để bàn về việc vấn đề tiền bạc, có cả ngàn chủ đề để chúng ta có thể đề cập tới. Những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là, đối với hầu hết mọi người, con cái, sức khỏe, mối quan hệ và hạnh phúc thì quan trọng hơn số tài khoản hoặc là số tiền mà chúng ta đang có trong ngân hàng. Tuy nhiên không thể phủ nhận được vị trí của tiền bạc trong cuộc sống. Nếu tiền không quan trọng, nó không có giá trị nội tại và là công cụ trao đổi đơn thuần, tại sao nó có một sức mạnh to lớn như vậy? Và trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn vấn đề về tiền bạc và thời gian. Nhiều người dễ dàng tin rằng chỉ cần thêm một chút tiền nữa sẽ có hạnh phúc. Phần lớn sức mạnh của tiền bắt nguồn từ niềm tin của chúng ta rằng mình cần phải có nhiều tiền hơn nữa. Tiền chỉ là quyền lực tuyệt đối với bạn nếu bạn không có đủ. Khi bạn có nhiều tiền, mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lưu ý rằng, định nghĩa đủ phụ thuộc vào yếu tố chủ quan. Vẫn còn có những triệu phú ngày đêm lo lắng vì tiền như những người nghèo khó. Và chúng ta có thể thấy là khi mình đã đạt được con số chúng ta mong ước, thì mình lại ước mơ một con số to hơn. Và cuối cùng nó giống như là một vòng xoáy, chúng ta tiếp tục mải miết đi tìm để đạt được con chữ, đó chính là chữ đủ này. Hầu hết các vấn đề về tiền không bắt đầu từ nguồn thu nhập, mà là bởi hành vi chi tiêu của bạn. Nhu cầu cuộc sống và định lượng của mỗi người không giống nhau. Nguồn thu nhập thì quả thật là nó rất là khác nhau, nó theo nhu cầu của mỗi người. Hẳn là hầu hết chúng ta đều gặp phải một trạng thái, đó chính là tôi muốn thứ này nhưng không thể mua được. Chắc chắn bạn có thể làm được nhiều việc hơn và có thể có một công việc tốt hơn để kiếm được tiền. Nhưng chúng ta thường rơi vào một cái bẫy, tin rằng là chỉ cần thêm một chút nữa chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và chúng ta sẽ thấy tiếp tục mình thấy phải tìm một công việc tốt hơn, phải làm kinh doanh nhiều hơn, phải mở rộng hoạt động hơn. Vì chúng ta nhìn thấy là gì? Mình vẫn chưa đạt đủ được cái thứ mà chúng ta cần. Và vấn đề nếu bạn không điều chỉnh hành vi của mình và cân bằng hợp lý, thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ không bao giờ có đủ được. Thời gian bằng tiền và tiền bằng thời gian. Tiền có thể mua được hạnh phúc? Có, nhưng bạn phải biết cách sử dụng nó. Một nghiên cứu lớn cho thấy rằng thu nhập hàng năm lý tưởng mang lại hạnh phúc và cảm xúc tối ưu là từ 60 đến 75 ngàn đô la, cái này ở Mỹ. Và ở Việt Nam đó là rơi vào 75 triệu một tháng. Và nếu mà các bạn kiếm được 75 triệu một tháng ở Việt Nam là chúng ta đã rơi vào con số cân bằng hạnh phúc. Và nếu mà kiếm nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy là nó không sướng đâu. Và nếu kiếm ít hơn thì chúng ta cũng thấy là gì? Mình cũng chưa đủ khả năng để chi tiêu. Thay vào đó bạn nên có một quan điểm khác. Tôi không xem tiền là tiền, tôi coi đó là thời gian. Nếu tôi muốn tiêu tiền, trước tiên tôi sẽ phải từ bỏ một phần thời gian của mình để kiếm được. Thời gian là tài nguyên quý giá nhất của bạn, vì đó là tài nguyên duy nhất hoàn toàn không thể tái tạo. Mỗi khi đồng hồ kêu tích tắc, bạn lại gần một giây với cái chết của mình, mà không có cơ hội để làm chúng chậm hơn và quay ngược lại. Bây giờ hãy dành một giây để suy nghĩ về những gì làm bạn thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc có phải là một chiếc xe sáng bóng mới mua? Hạnh phúc có phải là một đôi giày thể thao mới? Có phải là một chiếc đồng hồ hào nhoáng? Tất cả đều tuyệt vời và có thể mang đến niềm vui, nhưng chúng thường sẽ không làm cho bạn hạnh phúc lâu dài. Trên thực tế, chúng sẽ tạo ra một cuộc rượt đuổi bất tận, bởi vì sẽ luôn luôn có một chiếc xe mới hơn, nhanh hơn, giày thể thao hợp mốt hơn hoặc chiếc đồng hồ đắt tiền hơn. Và cứ như vậy, chúng ta vừa cảm giác được hạnh phúc sung sướng khi mình đã mua được mà cái điều mình mong muốn, thì sau đó chúng ta lại cảm thấy rơi vào một sự bất hạnh, đó chính là có một thứ nó lại tốt đẹp hơn. Và chúng ta lại tiếp tục bán thời gian của mình đi để lôi lại và kiếm lại một khoản tiền để tiếp tục mua cái thứ mà chúng ta mong muốn là tốt hơn. Thay vào đó, điều khiến bạn hạnh phúc là dành thời gian làm những điều bạn muốn và với những người bạn yêu thương, như bạn bè thân thiết hoặc gia đình. Thời gian và tiền bạc và thời gian. Bạn đã từ bỏ một số thời gian của mình để kiếm tiền, nhưng bạn đã quên mất là mình không thể dành tiền để mua được thời gian mình đã mất.
Bạn có thể mua được những khóa học để đạt được mục tiêu của mình và đạt được các kỹ năng nhanh hơn. Mua các dịch vụ như dọn dẹp hoặc thuê người thay vì tự mình làm, và điều đó giúp bạn hoàn thành công việc. Tiền chỉ là quyền lực tuyệt đối với chúng ta khi chúng ta gắn bó với một giá trị nhất định. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trong thực tế, và hầu hết các vấn đề đều bắt nguồn từ tiền. Tiền được tạo ra để làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Nó phục vụ chúng ta, chứ không phải bắt chúng ta thành nô lệ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Tiền bằng thời gian và thời gian bằng tiền. Tiền chúng ta kiếm được thì bằng việc là chúng ta bỏ một khoảng thời gian ra để kiếm tiền. Và rất nhiều người trong quá trình làm kinh doanh thì chúng ta sẽ thấy là mình hoàn toàn có thể tối ưu hóa được việc kinh doanh bằng cách là chúng ta có thể sử dụng quảng cáo. Chúng ta sử dụng bằng cách thuê người để làm cho cái thời gian lao động của chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Nên lúc này các bạn sẽ thấy là một điều thông minh trong bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào là hãy cố gắng là dùng ít thời gian nhất để có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Và lúc này nhiều người bắt đầu có một sự phản biện. Làm thế nào để ít thời gian nhất và vẫn được kiếm được nhiều tiền nhất? Thì đó chính là chúng ta phải sử dụng các công cụ bổ trợ. Và ở đây chúng ta thấy là kiếm tiền có 3 cách để giúp cho chúng ta trở nên giàu có mà tốn ít thời gian nhất. Một, đó chính là dựa vào tiền của người khác. Hai, dựa vào mối quan hệ của người khác. Ba, chúng ta sẽ dựa vào việc, đó chính là gì? Sức lao động của người khác. Và ba yếu tố đấy chúng ta biết cách sử dụng, vận hành nó, thì chúng ta có thể dùng tiền của người khác làm đòn bẩy tài chính để chúng ta có thể gia tăng và mua được những cái thứ có giá trị và tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh để giúp chúng ta kiếm được tiền và đạt được mục tiêu nhanh hơn. Chúng ta có thể dùng sức lực của người khác để thay vì chúng ta phải làm thì họ sẽ làm hộ chúng ta. Và càng bỏ nhiều tiền ra thuê nhiều người thì chúng ta sẽ đạt được cái giá trị mà chúng ta vẫn mất một khoảng thời gian tương đương. Và điều thứ ba đó chính là chúng ta phải sử dụng các công cụ. Và như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng các mối quan hệ thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái đòn bẩy để giúp chúng ta gia tăng được thêm giá trị của mình. Cho nên là sau khi các bạn thấy sự phân tích tiền và thời gian thì có một thứ tôi nghĩ là chúng ta nên cố gắng để có thể giải quyết được trong thời đại số này, đó chính là phải nắm bắt được ngay các cái công cụ làm việc quảng cáo. Tại vì không có cái gì để giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian và mở rộng được khách hàng nhanh nhất bằng cách là chạy quảng cáo. Nhiều người có một sự phản biện là tôi không có đủ tiền để quảng cáo. Và các bạn sẽ bán thời gian đi để chúng ta sẽ kiếm lại được khách hàng. Trong khi đó chúng ta thấy là nếu mình bỏ tiền ra để làm quảng cáo thì quảng cáo sẽ giúp chúng ta rút ngắn thời gian để tìm kiếm khách hàng và rút ngắn thời gian để chúng ta tìm kiếm cơ hội. Và nói đã là cơ hội thì có thể là một khách hàng mang lại từ quảng cáo đấy có thể giúp chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn rất là nhiều. Và ở đây chúng ta thấy là mình đã bỏ tiền ra để rút ngắn lại cái thời gian mà chúng ta phải kiếm tiền. Cho nên là nếu mà anh chị chúng ta xác định được điều này thì chúng ta hoàn toàn có thể đi vay mượn. Hoàn toàn chúng ta có thể dành một phần chi phí của mình để chúng ta đẩy vào quảng cáo. Hoặc nếu không thì chúng ta cũng có thể dùng thời gian của mình để làm marketing trên internet, xây dựng các kênh video, xây dựng hình ảnh của mình để chúng ta sau này khi mình ngủ, các kênh video đấy vẫn tiếp cận khách hàng, vẫn đẩy được quảng cáo, vẫn duy trì được mối quan hệ, thì lúc đấy chúng ta vẫn kiếm được tiền. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ anh chị nên cân nhắc để chúng ta thấy được là thời gian là tiền và làm như thế nào để kiếm được nhiều tiền trong thời gian một cách ngắn nhất. Và với internet, hãy tập trung nghiên cứu về quảng cáo. Hãy cố gắng dành thời gian ra để xây dựng ra cho mình một giá trị trên internet trường tồn. Thì sau này chúng ta sẽ có một lượng khách hàng rất lớn mang lại khi chúng ta đang ngủ. Và nếu mà anh chị có ý kiến thêm và chúng ta có điều cần trao đổi thì hãy inbox ở phía dưới, đúng không? Hãy comment. Và nếu cảm thấy clip này hay thì hãy chia sẻ, gửi với mọi người và chúng ta sẽ lan tỏa được nhiều thông tin hơn để giúp ích được nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh Mạng Kiếm Tiền.